Đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khách. Những pho tượng Phật Di Lặc ngày nay xuất hiện rất nhiều trong những gia đình Việt. Ông Phật Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, được khắc họa với nụ cười luôn nở trên môi và chiếc bụng phệ. Người ta quan niệm rằng chân Phật Di Lặc trong nhà sẽ mang đến may mắn, tài lộc, hạnh phúc viên mãn. Và video clip ngày hôm nay, công ty đồ gỗ Sơn Đông của chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách một pho tượng Di Lặc ngồi đài sen. Thiết kế nhỏ gọn với kích thước chiều cao là 40cm, được làm từ gỗ hương nguyên khối. Được chúng tôi tạo hình cực kỳ đẹp, khắc họa trên nền gỗ có vân gỗ rất là đẹp và nổi bật. Pho tượng toát lên vẻ trang nghiêm. Và phía dưới còn khắc họa đài sen. Khi nhìn vào sen, chúng ta sẽ có cảm giác bình yên. Sen tượng trưng cho sự thanh khiết. Tượng Phật Di Lặc mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt cho gia chủ. Và pho tượng này của chúng tôi đang được bán với mức giá là 2.450.000. Nếu quý vị muốn xem trực tiếp, hãy đến tại địa chỉ Sơn Đông quận 7, ở số 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0931 965 603 để được hỗ trợ tư vấn đặt hàng. Công ty miễn phí giao hàng cho nội thành Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tiền Giang. Cam kết chất lượng và chất liệu gỗ, bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn. Nếu quý khách nào đang xem video ngày hôm nay đã ưng ý pho tượng Di Lặc này rồi thì hãy nhanh tay gọi đến với chúng tôi để đặt hàng. Về những tượng mỹ nghệ thì chúng tôi chỉ có duy nhất một bức cho mỗi mẫu hình như thế này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.